Giờ nhìn tan mát em hiện bóng bưởi đang nở trong vườn. Chỉ anh năm trước tương tỏ như em và dạng dĩ bình thường. Này anh ơi, anh ở xin tiền hay xin lỗi? Dạ Sài Gòn à. Xin lỗi anh thứ mấy? Dạ thứ ba. Còn em thứ sáu. Bây giờ nguyên nhân chị thơ bất nhiêu hình nay á, cái mặt á là mới liền à. Nói thiệt không? Thiệt. Anh mê ai? Đàn bà hay con gái? Tôi mê. Tôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điếu hò mai dài của bà má bảy nhớ. Từ vô cải cũng xảy vô cà hoài vậy hả? Anh bói con gái là em lì thà như đêm. Anh ba yêu làm gì tiên qua có tim buồn. Ôi, cô Sáu, nó chơi con chút xíu mà. Mà em hả thần. Tôi nói vậy nhưng mà không phải vậy đâu nha. Hỏi em chẳng trước cây lúa trồng đồng đậu có tốt hay không? Vậy em nghe em nói nghe. Đang sống mấy con nguyện nhau và mơ ruộng lúa qua màu dược lên. Mầm hạnh phúc mọc quê em, tại trời đổi đất cho trọn niềm. Anh bảo con nhỏ hay làm lẹ.
Còn ở đây nói với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em phải chở vô nấu bữa cơm chiều. Vậy anh ba đi vô nhà chơi nghe, tối xong ruộng đậu em về. À, cô khéo vậy tôi e không tiện, cô khéo à. Vậy chứ hợp lẽ em chở vô nhà tiếp chuyện với anh ba cho hết bữa sáng. Cháu à, cây gốc có cành mới xanh ra ngọn, tôi muốn tôi cùng cô đi tới đầu tròn nghĩa mới quen. Chỉ cho anh ba nói cái gì mà em không hiểu cái gì hết à. Thôi để em đi tới đầu kéo chưa rồi. Hỏi một câu cũng làm lâu có đôi chút mà chẳng trước hết chuyện lúc cũng xong thôi à. Thiệt thì cô sáu cũng chút xíu mà ý đâu có được mai mà là chết chuyện em làm thương em hiểu. Ở đây nói chuyện với anh ba hoài á chắc đâu cả dưa cho theo thân ba ơi. Bà con thì hẳn sẽ chê cười em bỏ qua màu kết khô gì đúng nói chuyện với trai cả bụi. Tuổi trẻ chúng em phải làm cho quê hương này đổi mới, làm xóm đi vui lo mãi muôn đời. Cảm ơn sao lời cô lại núi sông chẳng tươi chẳng lá anh trong lòng.